À mơm nè, dương chất sở bọ tới dương sngao hộp chẳng ăn nha. Nè nè nè, cầm đã cho. Chiều thì có khoai cao. Chiến này là chiến thứ hai vô trong An Tức nè. Là có khoai cao, có su hào, có dưa leo, cái gì nữa, có 3-4 món rồi, đậu rồng, cái gì nữa ta, đám ma này hồi sáng rồi. Bây giờ chiều nay thì cho cái xóm ở chùa mới An Tức, cho xong cái chùa mới rồi đi qua bên cái xóm Đốc Rươn. Đốc Rươn rồi tới cái khu dân cư, không biết đủ không, chắc có lẽ là đủ. Nhưng mà ở cái chùa mới giờ bà con lấy đông lắm, 10-20 phần nữa. Buổi sáng thì cho trong salad dôm, cho trong mỏ ếch. Buổi sáng thì cho được 2 xóm, chiều còn 3 xóm nữa. Bữa nay chạy 3 chuyến. Chuyến sáng sáng sớm thì đi phát bánh mì của cô Tuyết, tiệm thuốc tây Tô Châu, cho được 100 ổ. Nhưng mà 100 ổ vậy thành 120 ổ, chia ra 2 ngày, ngày phát 60 ổ bánh mì thịt á, phát bánh mì xong rồi về làm rau để đem đi phát buổi sáng luôn, cũng được 40 phần. Một phần vậy là 2 ký ngoài, 2-3 ký gì đó, thì cho được 3 xóm. Xóm ở trong rừng Cầm Dông ở Slatom 1, rồi xóm ở trong núi Thông Mó Ách là 2, với một cái xóm sau ủy ban xã An Tức là 3. Thì bây giờ chuyến xe rau thứ hai chiều rồi chở đi cho cái xóm chùa mới. Chiều thì được 48 phần. Cho có thể cho được 3 xóm. Xóm chùa mới, xóm Đốc Rươn với cái xóm khu dân cư, 48 phần. Cũng không chừng đâu, nhiều khi bà con ra lấy đông cũng chừng. Cho hết rồi thôi về, 48-49 sáng dư lại một phần. Con đi ruộng về nè, dắt cuốc. Đi ruộng đi rẫy gì cũng được, có dắt cuốc. Đây là tới chùa mới, chùa mới An Tức.
cái chùa vàng vàng đó. Vàng vàng xanh xanh đó, trước đó là chùa mới An Tích. Ở phía sau chùa có cái xóm nghèo, cái xóm đó giờ mà đem xe rau tới là bà con ùa ra lấy dữ lắm. Bà con ra lấy đông ở mười mấy hai chục phần gì đó. Vô play hai kê phong hai kia phong nè cơ ma chú ơi vô chế hộp ở đây thế ở đây ạ chết với tránh chết rồi bỏ với tránh rồi cha hay có sloi của anh đây rồi bố ăn rồi bố ăn ở đây nè ừ nè vô ai bên nào ตาสมกะมาจะเบิ่งจะมาอยู่นี่ฮะมื้อนี้ฮะมื้อนี้ยืนจัดสบอตะยืนเช้าหอบชะงันเนี่ยแน่ๆๆคมิ้นคมังดอกจุ๊บแน่ๆๆอายุอ้ายมาอยู่อ้ายมาอยู่แน่ๆอายุอ้ายน่ะมาไอ้ตะนะ มาเวอร์อยู่ตายมาเวอร์นี่ตามกันยอมฮะนี่นี่นี่นี่ยอมจ้ะตามยอมมาจ้ะยอมมันจ้ะอุ้ยยอมจ้ะโอ้โหโคดาลกรอกกันมาอยู่บ่นี่มันดาบไปนี่ตามมาซอยตามไป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 
nè. Hả? Vô thưa bài lọc bài ló hả? Thì vô tôi lên bài lọc bài ló em ngọt anh món à. Hả? À nên chân đây nè, vô tôi nè. Khu bắp. Lấy gì lấy đi không? Spay ni sao miên nè, spay cool nè. Ngay ni cái ao thật không? À nó khlai không? Mình thao học nè. Thôi cục nha, tay lên nè. Nếu không như tay nã thế này. Chơi hôm mà ra thế. Hôm nè. Mà ra cho môi trái nè chẳng anh nha nè. Con ta. Này chùa tập em trái. Chùa cũ. Đó, chùa cây dầu á. Cái chùa này cũng thuộc loại chùa, chùa lớn. Chùa lớn của huyện Phú Tân. Hôm nay thứ bảy rồi, bà con
đi vô chơi ở trong ô thùng cũng đông. Thứ bảy chủ nhật ở trong ô thùng mà con vô đó đông. Thì vô ăn gà đốt. Này sẽ bán cái gì á? Bán trái cây.